Và phần bài tập nữa. Đấy, bài đầu tiên, bài 12 này tôi cho là Ethylene với propylene, cho amon nữa một ít, mình sử dụng AG nấu 3 nhớ 3 17.6 thời gian kết thúc. Thế thì trong phần tác dụng AG nấu 3 nhớ 3 thì ta lưu ý cái phản ứng của acetylene và để propylene nhé. Propylene propylene thì nó sẽ là CH này. Đây sẽ là propin. Nó thì từ 17.64 gram cái tuổi này. Em điền số mol đây. Thì là em tính được cái thằng đấy này thôi. Tính được thằng propin ban đầu này thôi xong. Còn CH4 là ethylene là anken thì nó sẽ không phản ứng với NO3 nữa. Còn phản ứng với hydro thì chúng ta lưu ý là do là hydro là tối đa ấy. Cho nên là sẽ sản phẩm sẽ là anken. CH4 cộng H2 C36 C3 có thể tính nốt từ đấy, nhưng từ cái số 0,34 thì tính nốt. Dụ chúng ta điền cái số mol của thằng này C34 này, bên trên mình tính được số mol rồi thì điền đây mình tính hero đây, xong lấy cái 0,34 này trừ đi hero ở bên phần dưới này, thì ra hero phần trên tính ra C34 này. Đấy, bài đầu tương đối đơn giản thôi. Bài tiếp theo bài số 13 thì các khi mà người ta cho những đợt này, dẫn qua bình 1 đựng AgNO3 nhớ 3. Như vậy là bình 1 chỉ là bình 1. Và phản ứng là CH. Ra là đấy thì chúng ta thấy là bình 1 có 7,2 gam kết tuần này, thì như vậy là vì đây chính là cái kết tuần này, từ đó thì chúng ta tính ra được acetylene. Tiếp theo khi mà tác dụng brom bình 2 thì người ta bảo dẫn lần lượt đi qua, như vậy là AgNO3 thì mấy ba đã giữ lại CH2 rồi, từ đó là CH2 đã hết rồi thì sang bình 2 lại. Đó là suy ra ta tính được CH4 và tính được CH2 rồi thì chúng ta sẽ ra thể tích từng khí một và trừ đi thì sẽ ra CH4, trừ đi là ra CH4. Chúng ta lưu ý là tổng thể tích ba thằng 4,32, mỗi thằng tính được rồi sẽ tính nốt được CH4. Đấy là bài 13 nhé. Tiếp theo nữa là bài 15 này. Propan ethylene và acetylene. Và bình brom dư thì mình phải xem. Vì hỗn hợp X này người ta cho mình sẽ là X này sẽ bao gồm cái mà qua bình 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 brom còn hai cái ký là CH2 và CH4 thì chúng ta thấy là nó đã phản ứng rồi nên là nó sẽ bị giữ lại. Nó đã phản ứng rồi thì hai ký này sẽ bị giữ lại, còn lại thì chúng ta sẽ còn 1,8 lít nữa. Nó phải 7,2 lít khí này qua AgNO3 thì chúng ta lại dễ dàng tính được từ cái số mol kết tủa này, ta lại biết phản ứng bên trên này. Từ số mol kết tủa ta sẽ suy ra được
Đấy thì như vậy là chúng ta đã tính được C38 đấy, nó tự tính được số mol chia 2 phẩy 4 này, tính được CH2 rồi. Còn ethylene thì chúng ta lấy 6,72 chia 2,4 chứ. Chúng ta lưu ý là N. Chúng ta sẽ có rồi. Bằng đây là chúng ta tính được số mol từ chất bột nhé. Sau đó là tự tính được khối lượng nhé. Mol tính phần trăm khối lượng, tự tính là nước. Khối lượng tính chất ra trong chia cho khối lượng tổng khối lượng hỗn hợp phần sau. Bài tiếp theo chúng ta nữa là bài 17. Bài tiếp theo nữa là bài 17. Bài 17 là người ta cho lượng chất nó khác nhau. Đây là cho tác dụng với cả brom dư thì chúng ta có thể nhẩm cái phản ứng này nhé, nhẩm phản ứng tích cộng với brom, cộng với brom ta nhẩm như xong chúng ta sẽ có CH4 là X gì nhé, CH4 này thì nó không phản ứng đâu. CH4 thì ta nhẩm nó sẽ là Y thì nó sẽ cộng với một bên CH4 BR2. Alken thì nó sẽ tác dụng với một BR2. Còn alkyn thì nó sẽ phải tác dụng với bromo dư nữa. Nó sẽ là 2 BR2. MZ thì cái này sẽ là MZ. Thế đó là chúng ta sẽ có hai phương trình. Cái này chúng ta sẽ có hai phương trình. Chương trình thứ nhất là cái chương trình khối lượng 18,6 thì vậy chúng ta sẽ có là 16x cộng với cả 18y cộng với 26z 18,6. Chương trình thứ hai là brom, brom này thì mình sẽ có là y này sẽ là y. Chương trình này có nhận được nhận luôn. Anken thì tác dụng với brom theo tỷ lệ 1, alkyn thì là 1:2. Vậy nó sẽ có Y cộng với 2Z. Thì nó sẽ bằng là gì? 18 chia 100.4. Vậy có 2 phương trình rồi. Một đoạn sau thì nó cho là 13,44 lít. Thì nó sẽ khác. Tác dụng ra là 13,43. Thì chúng ta có thể chia đặt cái cách chia tỷ lệ lên trước và chúng ta không đem tính theo cao được thì nó bản chất nó chứ thì phản ứng AgNO3 nó ba thì chúng ta sẽ có là CH4 bây giờ nó là KX đi, CH4 là KY và CH2 là KZ thì CH2 này sẽ cách giống mấy câu trên mình biết rồi AgNO3 cộng với ba nó sẽ ra C2H2 cộng với 4H2. Thì chúng ta đặt một số mol cái này là KZ, một số mol chất lượng đây cũng là KZ. Và từ đấy thì mình sẽ có được hai phương trình. Đấy, mình sẽ có được các phương trình là gì? Của nó có cho là nó cho 13,44 lít nhé, và cái tuổi là 6 gram. 13,44 là chúng ta sẽ có là KX cộng KY cộng KZ thì nó sẽ bằng là 13,44 chia cho 2,4 thì nó sẽ bằng 16. Còn KZ KZ này thì sẽ bằng 36 36 chia cho 2,4 sáu chia cho 240 đúng không? 36 gram đúng không? 36 chia 240 thì sẽ bằng 0,15.
thì ta sẽ suy ra là ta sẽ suy ra được là x cộng y cộng z trên cho z. Ngay cái số k này mình thử rút ra ngoài, k này mình rút ra ngoài cho mình trực tiêu đi, k nhân x cộng y cộng z trên kz thì nó sẽ bằng 0,6 trên 0,15. 0,6 trên 0,15 thì nó sẽ bằng 4. Hai cái k này mình trực tiếp sẽ lấy mình bấm máy tính này. Chương trình như vậy là như trước thì hướng dẫn này nó sẽ là cái là 4z rồi là 1x 1 trừ 4 chương trình trên. Nhìn trên mình có 16 từ đó thì mình tự tính phần trăm thể tích nhé. Phần trăm thể tích mình lưu ý bằng phần trăm số mol. Phần trăm NCF4 bằng phần trăm VCF4. CF4 của mình là x này, x đúng không? X trên x cộng y cộng z. X trên x cộng y cộng z được. Đấy, thế thì thế đó, thế là xong. Với bài này chúng ta lưu ý là ở đây hai cái lượng chất nó khác nhau, hai thí nghiệm cho lượng chất khác nhau. Trên 8,6 gam, dưới là 13,44 lít. Phần tiếp theo sẽ là bằng số 19. Lượng mol 11 thì chúng ta có hai cách, chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta thấy cái thằng này mình xem lại lý thuyết một chút nhé. Ta lưu ý là này, chúng ta lưu ý là ở đây là mình sẽ có các cái đối với ankin này, thì có thằng acetylen mình phản ứng tỷ lệ một acetylen thì sẽ thấy hai bạc, nên mấy thằng sau thì nó sẽ chỉ đều chỉ thấy một bạc thôi, bởi vì nối ba nó đều có dạng chung như này. Như thằng thằng propin những thằng sau thì mạch nó dài hơn phía sau này thôi, nhưng mà nối ba nó chỉ có một hydro thôi, nên tỷ lệ nó sẽ 1:1. Đây ta sẽ làm như sau, mình cho tỷ lệ mol 1:1. Ankin thì ta cho rồi, nó xét chỉ cần một và khả năng nó sẽ rơi vào trường hợp này. Nó sẽ rơi trường hợp này, tức là chúng ta xét là không có acetylen. Suy ra là x này nó sẽ tương đương với là đặc trưng của CN hay là CN2 thôi. Nó chưa có dữ kiện chung, CN trung bình. Và cộng với AG nối 3. Thì bây giờ lúc này nó sẽ thấy một bạc. Nó sẽ là CN. Bây giờ bỏ đi một hero nữa thì thành 2 mời xuống đây. 0,3 thì thành sẽ là 0,5. Như vậy nó sẽ có là suy ra là 0,3 nhân với cả gì? 0,3 này mình sẽ nhân với cả 4. Còn với 108 thì nó sẽ bằng 46. Mình bấm thử xem n ra bao nhiêu. Mười bốn x cộng với cả 105 nữa bằng bằng nó sẽ là 46,2 này chia cho 0,3. Chip xôn mình sẽ bằng 3,5. Giờ n bằng 3,5. Ba phẩy năm thì chúng ta cũng suy ra được nhanh chưa?
5,5 như ở đây thì ta không cho là hai cái này được một chút. Thực ra thì bàn này có tỷ lệ mon 11 mà cho nên đề 3,5 thì cái còn lại thì chắc chắn là biết một in rồi. Vì như vậy chúng ta sẽ tổng quát thì mình sẽ tính này, cái xe này với n 3,5 nhé, người ta là C3 thì lệ mon 11 thì chắc chắn là nó sẽ là C4 luôn, để mình nhân sao có được như thế. Thì chúng ta có thể là tính theo thế này cũng được, thực ra là tính theo n trung bình được, tính theo công thức tính n trung bình được, bởi vì là cái đề bài nhé, chúng ta sẽ có là propin số 3 4 và tổng lại thì sẽ là CA2. Thì tỷ lệ mol 11, tỷ lệ mol 11 là số mol bằng nhau. Cho nên là mỗi thằng này sẽ là 0,3 chia cho 2 thì là bằng 0,15. Và để nó tính được n trung bình thì n trung bình nó sẽ tính là, mình tính n trung bình sẽ là 0,15 nhân với cộng với cả 0,15 nhân với 2 trên cho tổng số mol là 0,15. 0,15 mình sẽ bằng 3,5. Đấy thì từ đó thì mình sẽ suy ra ngoài mình. Sẽ bằng 4. Cái càng sẽ bằng 4 thôi. Còn nếu mà đấy là cái ngàn tổng quát, sau nếu mà nó cho tỷ lệ mol khác thì mình có thể mình thay. Là một trường hợp 2. Của mình thì dưới vai mình nó sẽ là nó là propin và acetylene. Chắc là trường này sẽ không phải mạnh, này không phải 15. Chúng ta tự viết quy trình, chúng ta tự tính bước cho cái tuổi nhé. CAG chúng ta cộng với 2A rồi cộng với 2 nữa mình sẽ ra AG viết đằng trước chuẩn hơn thì cái này được. Đấy thì mình sẽ tính tổng khối lượng của hai cái tuổi này chắc là nó sẽ khác với cả 6,2, chắc nó sẽ không phải mạnh. Chúng ta dùng trường hợp trên A bằng 4 thì mình sẽ ra viết một đi. Chỉ là thực ra là bài này nó có thể nó trường hợp 3 nữa. Xét của 3 trường hợp để những người vào bài khác. Trường hợp này chắc là không phải mãn xem là đơn cử cái khối lượng này. Khác với 46,2 thì không phải mãn 46,2 đang nhé. Thực ra còn hợp trường hợp thứ 3 tức là các cái tin mà không phải đúng với như AVN3 đến 3 chắc là trường hợp cũng không phải mãn. Ta biết những cái trường hợp này. Mình ta có thể tính cho ngay, chứ là chúng ta cái này tính cho ngay. Cái này nó có thể 15 thôi. Thì khối lượng của nó sẽ là bao nhiêu không? Một lần thì tính. Thì tính ra luôn. Chúng ta xem bao nhiêu gram. Chúng ta sẽ bấm ra được nó sẽ là bao nhiêu. Chúng ta sẽ bấm ra được nó sẽ là bao nhiêu.
Mua một thì sẽ ra 2,5 gam, 2,5 gam. Nếu trường hợp như vậy là cái trường hợp thứ ba nó sẽ không thể mãn được, có khi là rơi vào đó khác mình trong lưu ý. Ví dụ như là sư cái pin này sẵn rồi, một cái pin mà không phải đúng với đó thì trường hợp này nó không thể mãn bởi vì là cái lượng cái tưởng nó chỉ là hai thì cũng nó sẽ khác thì sẽ là hai. Bước đầu vào bài khác nó có thể trúng. Tiếp theo đây là bài số 21. Số 21 được giải nó khác. Mở đi toàn hay gần bằng bằng. Tôi đi với cả những nhiệt phân. Số 4. Số 4 nhiệt phân là 1.500 độ C. Nó số ra sẽ mon là 0,15, 0,36 chứ 0,4 thôi. Ban đầu phản ứng thì chúng ta sẽ đặt một cái đường đây là ấy, đây nó sẽ là ít, ở đây là nó. Một T tôi đổi là thứ T. Sau phần đó. Các phản ứng như thế này sẽ là 0,15 đây chính là T. Vậy chúng ta sẽ suy ra được một T chính là 0,15 1 lít. Đi qua rồi nó 3 đến 3 thì cái phần giảm đi nó sẽ chính là thu được giảm 20%. Chúng ta thấy là tên cộng với rồi nó 3 nữa. Thì suy ra là cái độ y. Y này nó sẽ còn lại là số 4 với cả hero. Rồi. Số này nó thế này. Nó đề bài này với giảm hơn 100 là những cái tích lũy thu được giảm hơn 100 thì tức là chúng ta có là V trừ đi VT trừ V VT trừ V này thêm cho V so với T so với VT này. Nó sẽ bằng 20%. Nó khác thì VT trừ VI thì nó sẽ chính là bằng VCM T mình có sẽ gì chính là VCM VT này thì nó tỷ lệ cộng với số mol, thế rồi chúng ta mình sẽ biết gì V là thay đổi số mol được T thì sẽ là cái điểm nào chứ trong cái này là cái 12 đây thì mình sẽ bấm xuống vào đây bấm vào đây xuống sinh ra nhiên chúng ta sẽ có là x gì này thì bằng với là gì gì bằng với 2. Chip zone chính gì mà cơ bản chúng ta chính gì sẽ bằng cơ bản với chúng ta tính ra hiệu hiệu suất phản ứng nó hỏi hiệu suất phản ứng H% phản ứng đầu tiên thì sẽ bằng 2x trên cơ bản 15 2x trên cơ bản 15 mình chưa ban đầu thì sẽ bằng 6,7%.
Mon này số 4. X này, chắc X này người ta chưa cho mình biết nó là cái gì. X này mình sẽ đặt là gì đây. X này mình sẽ là số gì? Cộng với A và với đây sẽ là ngang đồng hai. Chưa biết là thế bao nhiêu. Chưa biết là thế bao nhiêu bằng. Chưa biết là hóa. Nếu bao nhiêu bạc thì mình sẽ bỏ đi y, bỏ đi từng đấy kilo này. Bỏ đi 2 kg ở trên hai bạc này. Chỉ đi 2 kg ở trên hai bạc. Chúng ta sẽ có là cái chất này là chất ít. Nó sẽ có nx bằng một cái tuổi. Và nó sẽ có là 10 cái tuổi. Rồi cái tuổi thì sẽ bằng mấy, chúng ta sẽ tính cho mấy này. Chúng ta mấy này thì x này, mấy này. Thì mình bỏ đi a như đâu. Tức là bỏ đi a nhân 1. Bỏ đi a như đâu. Đi a như đâu. Cộng trên a bằng, cho mình tính a. Rồi từ cái chỗ này thì mình sẽ suy ra này. Mấy này thì sẽ là 1.5. Trên mấy. Mình sẽ bằng cái này thì nó sẽ là 7.2. Cái tuổi. Tên cho gì mới chỉ cộng với từ đây thì mình sẽ phải giật cái bảng mình thử a và mới đây thì chỉ cần cách thử thôi là được. Hai mới thì mình bấm theo kiểu ship số cũng được, chắc nó chỉ lên quanh 1, 2 thôi, sao chúng có 1.5 này. Mới thì mình sẽ lấy luôn. Bằng với này. Bằng với biết mình bấm ship zone bằng a bằng một đi, ví bằng bao nhiêu, ví bằng 25 không được rồi, 125 số lẻ không được, 25 loại luôn, mình bấm ship zone tiếp, hai chắc là ok, 50 ok, ba thì sao? Bốn ra như vậy đây sẽ có 250 cái này là số 3 thì 15 4 là 100 chắc là thử nữa thì chắc là khoảng nữa nhưng mà chắc là bằng những trường quan thì chúng ta sẽ tính nốt mình sẽ là ví dụ 50 mấy bằng 50 thì nó sẽ bằng 12x cộng y. Chúng ta sẽ nhận ra được chỗ này sẽ suy ra được số 42. 4 nhân 12. Đây 50 chia cho 12 nó là 4. Dư 2 ở đây. Và nếu mới bằng 100. Bằng 12x cộng y. Suy ra nó sẽ là C 8 24. Và bằng cái điều kiện. Chúng ta sẽ tính cái này chúng ta sẽ tính cao để liên quan đến bôn tối đa của bôn tối đa của bôn thì chúng ta cái chất này nó phải bằng thể thì cái này ca nó sẽ bằng bao nhiêu. Đây là cái nhiều nghiệm thậm chí là sau này còn có thể càng nữa thì chắc là không thể bán
42 thì mình kiểm tra. Rồi, kiểm tra cũng. K này sẽ là bằng 2. K bằng 2 nhân với số nhân tử carbon 2 nhân 4. Cộng với 2. Chỉ đi đô là chỉ đi 2. Trên cho 2. 4. 4. Bốn nữa ta trong chùa này sẽ được tám cộng với bảy hai chỉ đi bốn cái này sẽ là 16 18 chỉ bốn bằng bảy vì cái tổng với đô mình nó sẽ liên quan đến thì chắc là nó sẽ không phải nhỏ giống khoảng cái bài này như vậy có nhiều đó đang như vậy nó sẽ rơi vào cái này. Ta lưu ý là cái 1,68 này này chúng ta suy ra được một drone là 0,5 nhân 4 0,5 nhân 4 mà nhân 1 m thì sẽ là 0,3 nên trường hợp dưới này sẽ không thoải mái vì nó lớn nhất nó vượt qua mấy con số này trường hợp này thì sẽ suy ra được một lên bắc đây là tối đa thì tất cả tức là k này 4 này sẽ là 4 pi thì nó sẽ mất 4 pi là 7 pi thì đơn nó sẽ mất vì như vậy nó sẽ bằng trường hợp này nó cũng được nhưng mà chúng ta không tính toán thôi.